tỏa sáng tài năng cùng món ngon mỗi ngày. Năm 2015, 600 thí sinh đã trải qua các vòng thi gay cấn để tìm ra ba gương mặt xuất sắc nhất. Tháng 8 năm nay, cuộc thi trở lại với quy mô toàn quốc. Hãy tham gia ngay để tài năng của bạn được tỏa sáng. Tỏa đam mê, chắp cánh cho nghề.